chào tất cả mọi người. Tối qua thì ở đây trời nó mưa to lắm mọi người ạ. Nó hắt vào cái phía đầu bên này này. Gió với lại kèm theo mưa nó hắt ngược vào trong nhà, ướt hết nhà luôn. Sáng hôm nay dậy thì mình làm thêm cái phên để chống vào đầu bên này. Lúc tối thì mình sẽ thả hạn nó xuống thì nó kín ở phía bên này nữa. Bây giờ thì muộn rồi. Mình đi kiếm cái gì để ăn đã, để bỏ vào bụng đã. Ăn xong thì mình làm tiếp cái cửa này nữa, làm luôn cái cửa cho nó kín mọi người nhá. Phía trên này có cây chuối mọi người ạ. Có hoa chuối này. Còn rụng đây này. À, cái buồng này, cái buồng chuối này có thêm cả quả nữa. Lên phía trên này xem mọi người nhá. Đây này. Cái buồng chuối nó ở trên này mọi người này. Một buồng chuối hoa đỏ. Đây này mọi người. Cái này là cái loại chuối hoa bi đỏ ấy. Hoa đỏ ấy. Cái buồng này là nó già đấy. Đây này, quả nó tròn xoe này là ăn được rồi. Nhưng mà còn xanh này nó chưa chín hẳn đấy. Quả nó già nhưng vẫn còn xanh này, chưa ăn được đâu. Này phải mang về luộc lên thì mới ăn được. Này mang về làm ống nứa ăn mọi người nhá. Một quả nhỏ nhỏ thôi mà nhiều nhựa dã man luôn. Quả này rất là nhiều nhựa nhá. Đây này. Quả nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhiều nhựa lắm. Mình gọt nó đi để cho cái nhựa nó chảy ra rồi luộc lên ăn mọi người ạ. Cái quả chuối này thì có chứa rất là nhiều tinh bột này. Ở phía bên trong nó này. Đó. Với tất cả mọi người nhá.
Làm xong cái cửa thì trời nó cũng tối rồi, lại phải chuẩn bị bữa tối thôi. Mình đang tính là đi vào trong khe để đi săn đêm một hôm xem nào có cái gì ở trong khe không. Tối rồi đấy, giờ chờ nó tối hẳn rồi. Cùng mình vào trong cái khe sâu trong kia để đi tìm xem nào ở trong khe có cái thức ăn gì vào ban đêm không mọi người nhá. Mình vừa mới chất được đống lửa nó cháy để đây. Chất lửa lên để nó cháy cho sáng cái nhà lên. Với lại là có lửa thì nó đỡ được các loại côn trùng và rắn rết nó bò tới gần lán. Bây giờ thì cầm theo cái con dao này rồi đi vào trong khe đi kiếm thức ăn mọi người nhá, đi kiếm mồi. Đấy. Đi qua phía bên này mấy bước chân nữa là tới khe mọi người ạ. Đi qua bên này mọi người nhá. Tối quá khó đi. Mình phải chuyển quay hàng trước để còn soi nhìn đường. Đây này, khe nước ở đầu bên này này. Đến khe rồi mọi người ạ. Đi theo khe này xem có thể kiếm được thứ gì ăn được không. Nước rất là trong luôn. Ban đêm nước ở trong này. Ui, cua đây này. Đây này, mọi người thấy chưa? Một con cua đá ở đây này. Mày. Đấy, đây này. Một con cua đá. Mình soi thấy ở đây có nhiều cua lắm mọi người ạ. Vừa mới chạy về lán để lấy cái ống nứa đi để đựng, không thì không có cái gì để đựng đâu. Đây này, con vừa nãy mình vừa cho ở đây rồi đấy. Rồi đi soi tiếp mọi người ạ. Đi tìm những cái chỗ là nước nó tĩnh tĩnh cơ. Còn những cái chỗ nước chảy xiết kiểu này thì khó nhìn lắm, không nhìn được thấy đâu. Ui đây này. Đây này mọi người thấy chưa? Mày. Ban đêm cua nó ra nhiều lắm. Đây này, toàn loại này thôi. Cho vào trong ống đi. Vào đây nhá. Đấy. Cái loại cua này thì ở trong khe nhiều lắm. Cua đá ấy. Ơ đây có con cá này. Mình mang theo con dao đi theo mà. Con cá nó chạy lên phía trên này rồi.
cá gì, cá nhỏ nhỏ nhìn không rõ mấy. Mình đem theo con dao đi, nếu mà có gặp cá hay cái gì ấy thì mình mang ra mình băm luôn. Nhiều mạng nhện lắm, đây này. Ở bờ suối này mạng nhện nó răng tơ đầy này. Đi không khều khào qua. Nó bám vào mặt đi khó chịu lắm. Đây này, dưới này có con cá này. Ôi nhưng mà đấy đấy nó đi vào chỗ nước xiết rồi. Vào chỗ nước xiết khó nhìn lắm. Có một con nó chui trong này rồi. Ai thôi xong, bị nó kẹp. Ra đây. Ây da. Này. Con này to nhá. Này con này khá là to ấy. Nó chui trong hang đi. Bỏ vào ống thôi. Này. Ở trong khe ban đêm nguy hiểm nhất là những cái chỗ mà nó có những cái bụi cây mà nó đua cái ngọn ra ngoài nước này này, hay có rắn nó ngủ trên này lắm. Đi những cái đoạn này đèn nó tối thì tối, nhưng mà mình cũng có thể soi qua thì nhìn nó kỹ, không đi tông đầu con rắn đi là nó cắn cho là hỏng người đấy. Đây có con cá này mọi người ơi. Đây này, thấy chưa? Thử tay bắt xem được không nhá. Đây này mọi người này. Con cá bé bé. Bắt được đúng một ngón tay kẹp luôn mà. Đây này. Cá ở ban đêm này nó dại lắm. Cho vào trong ống đi. Đoạn này mình đánh cái nắm cá ở đây này. Tham thử xem nào. Dính con cá nào chưa? À đây. Đèn tối tối nhìn cứ tưởng là bay cả nắm rồi chứ. Ui. Không được con nào à? Ô được hai con chê kìa. Ô được hai con nữa. Đây này mọi người nhìn thấy không? Bươm bướm bay cả vào mồm. Cái hai con cá chê ở dưới kìa, dưới đáy ấy. Cho lên trên bờ đi. Bây giờ phải tháo cái chốt này ra này. Tháo cái chốt này ra mới bắt được nó. Đây này. Ui. Được hai con mọi người ạ, hai con gà chê. Ui. Lẩn nhanh thế. Mình sợ cho ở trong này cua nó kẹp nát xác con cá ra ấy. Nhưng mà kệ, cứ cho ở đây thôi. Cái nắm cá thì mình lại đặt lại chỗ cũ đây mọi người ạ. Cái kinh nghiệm đánh nắm cá của mình ấy, là mình hay chọn những cái chỗ nào có dòng nước nó chảy xiết, với lại là
cái khúc suối nó bị thu hẹp như chỗ này này. Chỗ này là bờ này. Đấy, cỏ nó mọc, xung quanh là cỏ nó mọc chặn hết dòng nước rồi. Từ phía kia là bờ. Mọc ra tận đây. Đầu bên này cũng là bờ này. Ở đây chỉ còn lại một cái dòng nước nhỏ hẹp ở đây thôi. Nếu mà đánh ở những cái chỗ nào mà nó nước nó rộng mênh mông như phía bên trên này này, rộng như này nhá, thì mình đánh nó mông lung á. Còn đánh ở những cái chỗ nào nó hẹp như này thì cá nó hay ngược dòng. Từ dưới kia lên thì cái chỗ này nó hẹp, thì cái tỷ lệ mà nó phải đi qua cái nắn của mình nó cao ấy. Đây này, mình đắp cả một ít đá ở đây. Từ khi nó ngược dòng nó đi từ dưới kia lên là bắt buộc nó phải chui qua cái nắn kìa. Có con nào ngược dòng là chui qua nắn hết, là con nào lên là nằm gọn ở trong cái nắn của mình mọi người nhá. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm đánh nắn của mình. Phía đầu bên mỏm đá này mình cũng đánh một cái nắn ở đấy mọi người ạ. Vừa mới xem thử nhưng mà không được con nào. Để đây thôi, ngày mai đi thăm tiếp. Có một con cua to lắm, nó thấy mình đến nó sợ, nó chui trong cái viên đá to này này. Cần thử viên đá này lên xem bắt được không. Được cái ống này đây đã. Ở đâu rồi? Đây. Cứ tưởng là không bắt được chứ đây này. To chưa? Có một cái loại cua đá khác nhưng mà nó không giống như loại này đâu. Nó cũng gọi là cua đá nhưng mà nó to, to bằng này cơ. To gần như kiểu to bằng cái bát con ấy. Nhưng mà con này, con này cũng là cua đá nhưng mà loại này nó bé thôi. Loại này cái con nào mà to tầm này là to lắm rồi đấy. Cho vào trong ống đi. Mình bắt hồi nãy đến giờ cũng được khá nhiều mọi người ạ. Đây này, đựng hết ở trong cái ống này rồi. Mình tắt máy quay đi để mình tập trung dùng đèn soi bắt cho nó dễ. Không mình vừa quay, vừa quay rồi mình vừa đi bắt lại phải quay nữa, nó không quay thì nó không được rõ vì thiếu sáng, mà mình bắt thì nó cũng khó nữa. Thế là mình soi bắt cho nó nhanh, không sợ khuya mất. Đây này, để hết trong này rồi, bây giờ đi về chế biến để ăn thôi mọi người ạ. Ở đây mình nhìn thấy có một ít cái lá chua này, hái lấy một ít lá chua này để đem về nấu với cá. Cái lá chua này nấu với cá là tuyệt vời đấy mọi người ạ. Đây này. Cũng không có nhiều lắm, mình hái được một nắm nhỏ này mọi người ạ. Đây này, lấy cái này về nấu với cá ăn cho ngon. Cái này thì chua lắm, nấu với cá thì hợp. Giờ đi về thôi. Ui, làm tối om này. Tối om như không có người ở ấy. Bếp tắt hết rồi. Một ống củ mài, một ống cua, với lại cá và lá chua mọi người ạ. Ba ống.
mình nấu chín rồi mọi người ạ. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn với mình nhá. Mình đói lắm rồi. Ăn miếng cá này trước đi. Cá nấu với cái lá chua này ngon lắm. Đây này, cà chê chấm muối ớt. Xin mời tất cả mọi người nha. Cà chê ngọt thịt thật đấy. Ngọt quá. Cái canh này, cái canh cá với lá chua này, nó có cái vị ngọt của cá với lại là cái vị chua của cái lá chua ấy. Uống nó sướng lắm. Nó vừa ngọt mà vừa chua chua. Ăn cái củ mài này vào xong rồi uống một ngụm cái nước này vào. À cái canh này vào, tuyệt vời luôn. Ngon. Mình vừa mới gắp một miếng. Có cả thịt này, lẫn cả trứng đây này. Đấy. Chấm với muối ớt ăn một miếng mọi người nhá. Đây này. Ngon chưa? Xin mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm. Xem miếng cua nào. Màu đẹp đấy mọi người nhỉ. Cua đá. Béo đấy. Đây này mọi người nhìn cái phần gạch của nó bên trong này. Có nhiều mỡ đấy. Phần này là mỡ này. Mỡ này nó ngọt. Mỡ này. Cả con cua mình chỉ thích cái càng này thôi. Này. Đây. Đó. Trời. Cái càng của nó bên trong có thịt này. Ngon chưa? Chấm ớt. Xin mời mọi người nha. Ngọt thật đấy. Cua này ngọt lắm. Được rồi. Ngọt quá. Mọi người thấy ở trong rừng ban đêm nó yên tĩnh không? Ban đêm này chỉ có những cái tiếng của những cái con côn trùng với lại là những con thú rừng ấy, thú rừng ban đêm nó kêu ấy. Có một cái điều mà mọi người đi rừng rất hay sợ, đó là những cái tiếng kêu của những con thú rừng ấy. Có nhiều con là nó kêu theo kiểu là nó dọa người ấy. Nó phát ra những cái âm thanh nó kỳ quái ấy.
Nhưng mà không phải đâu, đấy là tiếng con thú rừng nó kêu rồi. Ăn cái cá này ngon. Bây giờ cũng đã khuya rồi mọi người ạ. Ui, ăn no xong bây giờ ngủ thoải mái quá. Bếp lửa thì vẫn đang cháy đằng kia. Mình chất lửa vào để cho nó cháy tới sáng luôn. Dao thì lúc nào cũng gối trên đầu hoặc là ôm trên ngực. Tối mà có cái biến gì là cầm dao trong tay luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình tới giờ phút này nhá. Bây giờ muộn rồi, mình đi ngủ đây. Hẹn mọi người ở những hành trình tiếp theo của mình. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.